Ok. Định làm livestream trên cái laptop nhưng mà nó không được. Thôi bây giờ làm trên trên điện thoại đó, đang cài đặt cái ghi lại sao. Hello mọi người. Bắt đầu nha. Mẹ kêu con. Đậu. Mẹ kêu con kìa. À. Người đâu rồi? Chiều nay khá lắm. Để lên Zalo coi Quang Linh vào cho mọi người coi. Một cái Facebook rồi. Hello mọi người vào nha. Đang chia sẻ cho mọi người trong trong nhóm đã. Copy link. Sao? Chia sẻ tin của bạn. Hai. Ok, hello mọi người. Nhắn đi. Mọi người đang chờ mọi người cùng vào nha. Để mình làm một lần, mình chia sẻ một lần cho nó tiện. Hello em trai. Hello mọi người, tình hình mấy nay là cũng không được tốt cho mấy. Có mấy cái cũng vui vui, có mấy cái cũng đang chưa được ok. Đang nghỉ ngơi ở nhà nên là thôi, rảnh thì chia sẻ cho mọi người một ít luôn. Chung là cũng đang ngồi trên phòng. Lười ngồi ghế quá, xuống sàn ngồi. Hello, hello anh Hùng. Mọi người đợi xíu nha, cho anh em vào, cho anh chị em vào đông đông xíu để anh em trong nhóm vào cho nó dễ. Có gì đâu căng, mấy nay anh đi công tác gì cũng hơi mệt thôi. Với lại một số cái việc đó không có theo ý mình một xíu. Nhưng mà nghĩ cũng không có gì là nó nghiêm trọng cả. Nghiêm trọng là thời gian sắp tới cho mọi người kìa. Mọi người cũng đang trông chờ nhiều vào cái vụ sầu riêng năm nay. Thời gian sắp tới là khá là căng thẳng đó. Hello em. Giờ mình like, mình lười share cho các nhóm lắm. Có anh em mình chơi với nhau thôi. Anh em nào có thích thì vào, chứ mình không có chào mời nữa, mệt lắm. Sao ra hết rồi. 40 người là tính nha, bây giờ chia sẻ để coi. Ok, bây giờ mình bắt đầu cái chủ đề đầu tiên hôm nay rất là hot đi. Là cái việc một số cái sầu riêng của Việt Nam mình nó đang bị cảnh báo về nhiễm sinh vật gây hại. Em chào anh, sư phụ đúng rồi, sư phụ. Mình bắt đầu về vấn đề là Trung Quốc đã cảnh báo về cái đầu tiên, mình nghĩ là cadmium đầu tiên, nhưng còn không phải là cadmium mà là cái nhiễm sinh vật gây hại.
Chào chào em. Thì bây giờ là chiều nay, trưa nay mình nhận được thông tin thôi. Thì anh em mình cũng có hỏi. Thì có hơn hơn một nửa. Thì gần một nửa đi, gần một nửa đi là nó bị tạm ngưng. Ok. Thì tạm ngưng xuất khẩu. Mọi người hiểu không? Thì cái sự việc này nó ảnh hưởng tương đối xấu đến thị trường sầu riêng trong nước. Trong cái thời điểm mà Thái Lan hiện tại họ đang rất là gắt gao vấn đề kiểm soát cái chất lượng trước khi xuất qua Trung Quốc mọi người. Mà Việt Nam mình hiện tại giá nó giá thật ra nói giá cao thì nó cao thiệt, nhưng mà so với mặt bằng của Thái Lan hiện tại giá sầu riêng của Việt Nam mình đang là thấp. Thấp hơn so với của Thái Lan. Thì sáng nay mình cập nhật á là bên Thái Lan họ mua cái mỏ thon là giá khoảng 290 bạc Thái bạc, khoảng 197.000 từ Việt Nam xô lùa, với hàng loại C dưới 20% và đủ tuổi. Còn trong nước mình giá này nó khá hạ nhiệt rồi, nó khoảng trăm tầm 175 170 170 175 xô lùa đó, nó bắt đầu nó giảm. Thì cái việc tăng giảm của thị trường nó không có, nó là quy luật rồi, tại vì hàng nhiều thì chắc chắn nó sẽ giảm, nhưng nó giảm theo cách này là mình thấy nó không không ok là gì nè, là cảnh báo sắp tới giá sẽ giảm rất là đột ngột đó. Thì mình cũng có tham vấn như anh em thì họ nói là sẽ giảm đột ngột. Và cái đi sáu của mình nó sẽ gặp nhiều khó khăn hơn mọi người nha, đi sáu mình sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Thì mình chỉ lo là một vấn đề của miền Đông. Miền Đông hiện tại bên Thái Lan là 15 tháng 4 này có thông tin chính thức của chính phủ luôn là cho xuất sầu riêng, rồi xuất vào mùa vào vụ á, vào vụ thu thu sầu riêng á. Còn hiện tại những cái vườn nào mà muốn xuất sớm thì cơ quan quản lý nhà nước họ sẽ vào họ kiểm tra cơm, thì khi cơm nó đạt người ta sẽ ký giấy cho xuất đó. Còn một số cái hàng mà như hồi nãy mình vừa 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 vừa, vừa update rồi nữa là những cái hàng họ xuất chui á, kém chất lượng thì họ họ bị tịch thu, họ tiêu hủy luôn, họ đánh dấu họ tiêu hủy. Thì đó là cái cách người ta bảo vệ cái sản phẩm giống như là cái phẩm chủ lực của đất nước người ta. Mình thì không có so sánh được tại vì dân mình còn nghèo hơn dân Thái, mà làm được quả sầu riêng nó đâu có dễ dàng đâu, bà con làm cực khổ trời, 8-9 giờ tối cũng phải đi quét phấn các kiểu, làm rất là cực khổ. Nhưng mà mình cũng phải học hỏi ở một cái là vấn đề quản lý cái chất lượng sản phẩm. Và hầu như mình nói hầu như năm nào vào vụ miền Đông cũng có chuyện xảy ra, không chuyện này cũng chuyện kia, không vấn đề về chất về sinh vật gây hại thì cũng vấn đề về không đủ tuổi, cũng vấn đề về là bị cái này bị cái kia, nó nhiều thứ. Thì là cái giải pháp của Việt Nam bây giờ thật ra mình cũng không 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 biết phải xử lý như thế nào, thì mình cũng đang chờ thông tin từ mấy anh ở trên. Thì mình chỉ tiếp nhận thông tin và mình phổ biến vào cái nhóm của anh em mình thôi, mình không có phổ rộng. Từ phổ rộng thì sẽ có một cái cớ để giảm giá toàn thị trường, chắc chắn nó sẽ giảm, nhưng mà nó giảm sẽ ở một thời điểm nào đó. Thì như thế này, mình nói đa số hiện tại mua sơn kinh của Việt Nam mình sẽ đi ghép công với ri sáu, bởi vì á là khi cái nhiệt độ của công lạnh của mỏng thon nó sẽ khác cái nhiệt độ công lạnh của ri sáu, nên là cái giá ri sáu nó sẽ ảnh hưởng tới cái giá mua sơn kinh. Đó là điều mình sẽ phải 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 chú ý đó. Mình tối tối rồi đó. Thì muốn sơn kinh bây giờ không phải là xuất chính ngạch nha mọi người, nhiều người vẫn 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 mường tượng là xuất chính ngạch, thật ra nó không phải là xuất chính ngạch đó. Thì hello Huy, nó là xuất tiểu ngạch và nó xuất ghép công đó. Và cái khi mà cái hàng ri sáu nó bị ứ tại cửa khẩu, nó kéo theo nó ứ luôn hàng mua sơn kinh, trong khi bên chợ nó sẽ không có hàng, nhưng mà hàng không qua được nha mọi người, hàng không qua được. Thì nó ảnh hưởng là như thế nào, ứ và giá, thì giá đi sáu nó rớt thì giá mua sơn kinh nó sẽ rớt theo. Ừ, đúng rồi anh này,
mình cũng 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 suy nghĩ và mình thấy rằng là mình kỳ vọng giá mua sơn kinh trong thời điểm này, dù có chuyện gì xảy ra thì nó phải trên, nó trên 100.000, trên 100.000 nha mọi người. Và năng suất của sơn kinh thật sự bây giờ thì mình cũng cũng thấy nó bình thường, nó không có thua những giống khác nhiều đâu mọi người. Chỉ là mình nghiên cứu ra và mình ứng dụng nó hơi trễ so với mùa vụ miền Tây thôi. So với mùa vụ miền Tây một số người làm vụ sớm thôi, còn những cái vườn sau này thì đa số họ làm, mình nghĩ đó là đạt năng suất đấy mọi người. Nó không thua đâu. Thì mọi người hay so vấn đề về kilo của mua sơn kinh và kilo của Thái, thì bản chất bây giờ mình phải so là tổng sản lượng trên cây chứ không phải mình so vào kilo của quả này kilo của quả kia, tại đặc đặc tính giống nó là vậy, nó không có to. Anh không biết, anh không dám nói. Là thì hiện tại giá hiện tại mỗi ngày nó nhảy, nó rớt khoảng tầm 10 giá, 5 7 giá, 10 giá. Có biến động mạnh rất là sâu. Đó. Thì gieo giải pháp nhưng mà mọi người hiện tại bây giờ là như thế này. Thì tổng quan thị trường quy luật cung cầu và nhà này có những cơ quan họ can thiệp, thì mình cũng nương theo và mình làm cho hàng nó chất lượng lên. Đó thì lúc đó mình có lợi thế cạnh tranh về thị trường. Ví dụ một cái vườn cái bên 7 tuổi nhưng mà cái độ cơm nó không bằng, cái độ ngọt nó không bằng cái vườn của mình, thì mình có thể cải thiện một phần nào về giá cả. Đó cái là phương pháp đầu tiên mình muốn nói. Còn cái thứ hai á là bà con nên nên nên, nên kỳ gọi là quản lý về sâu bệnh nó tốt hơn xíu, tại vì hiện tại thời tiết nó khá là phù hợp cho vấn đề bùng phát sâu bệnh đó. Đúng rồi, năm ngoái có trái 4 ký mấy luôn anh. À, quản lý về sâu bệnh cho nó chuẩn để cái nhà xuất khẩu á, người ta không phải lăn tăn vấn đề là bị cái này bị cái kia. Đa số bây giờ trong bên 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 cục hải quan họ vẫn nói vấn đề là nguyên nhân sâu bệnh mà họ bị nhiễm vào quả là do vùng trồng, họ chưa đánh tới vấn đề là cơ sở đóng gói và doanh nghiệp xuất khẩu nha mọi người. Đó mình chia sẻ thôi chứ mình thực ra mình có thông tin nào mình chia sẻ mọi người cái đó chứ mình không có nói quá lên. Thì khi mình sợ một vấn đề là thời gian tới nó đánh tới cạc đi min á, thì nó sẽ quýnh luôn tới mã số đóng gói và tới doanh nghiệp xuất khẩu, thì lúc đó rất là căng. Ba lát gì anh? Ba lát là gì anh? Thì rất là căng mọi người, tức là khi đó họ sẽ có thể thu hồi giấy phép đóng gói hoặc là tạm thu giấy đóng gói, và họ có thể là tạm ngưng cấp phép cho xuất khẩu. Một xíu mình nói sao nữa, cái này tổng quan xíu nha Khánh ơi. Đó là bắt đầu hàng nó sẽ ứ, tại vì nó không xuất được chính ngạch nó sẽ đi tiểu ngạch, và mọi người biết là cái thủ tục tiểu ngạch nó rất là tốn thời gian, và với mùa vụ miền Đông nó như thế này thì nó đi rất là nhiều mà nó dư, nó tồn ngay cửa khẩu. Nó tồn ngay cửa khẩu thì chắc chắn hàng nó sẽ, tại vì cái hàng không qua được thì nó tồn cửa khẩu thì chắc chắn trong nước nó sẽ chậm, nó chậm thì giá nó sẽ sập sập rất là nhanh đó mọi người thấy không. Còn khi đi chính ngạch đó, nó qua rất là nhanh mọi người, qua nhanh lắm, qua nhanh lắm. Thì cái việc mình chia sẻ để mọi người chú ý là giữ vững chất lượng mua sầu riêng, dù mua sen kinh hay là Dona hay là Ri6 mọi người cố gắng giữ chất lượng, và đừng ép cái anh cắt hàng á, cái anh thu mua, cái đơn vị thu mua phải cắt cho nó, cắt lùa hay là bằng mọi giá phải cắt hết vườn. Thì mọi người phải biết là khi mình cắt chỗ đó nó sẽ ảnh hưởng được với cái chất lượng khi xuất khẩu, và khi chất lượng xuất khẩu nó có vấn đề là người thiệt là mình chứ không ai. Cái người doanh nghiệp họ có thể họ sẽ lỗ, và họ sẽ lỗ 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 là điểm này, họ là điểm khác. Nhưng bà con mình mà khi mà Trung Quốc họ làm khó vấn đề về gọi là uy tín sản phẩm đi, nó là sẽ rất là căng. Thì mọi người cố gắng giữ về cái chất lượng. Thì mấy nay có một cái số thông tin mình cũng chia sẻ luôn là mấy anh em có một số anh em kỹ thuật tư vấn sai nha. Đó và mình bị một mình không bị, nhưng mình biết là một số lô hàng ở khu vực Phong Điền Cần Thơ bị sườn nước, và rất là nhiều sườn nước, rất là nhiều. Thì thông tin họ nói mình là cái anh kỹ thuật đang tư vấn là thời điểm 60 ngày quả nó nhỏ quá thôi, 4 30 10 10 cho nó to, đó là sai rồi mọi người. 4 30 10 10 vô là chắc chắn nó bị sườn nước,
tại vì dư nước không sượng nước, và thêm nữa là họ nói họ lại bón thêm cái tưới humic cho cây nó hồi, tại vì trong thời điểm cây mang trái á, thì lá nó sẽ bị, cây nó sẽ bị xấu đi, tức là dàn lá dàn cây xấu đi, thì mọi người tiết cây, mọi người đi humic bo humic vào, tưới humic vào thì mệt á, mệt á, là bắt đầu là cây nó sẽ không phải vô nước đó em, không phải vô nước em, anh nghiên cứu nó mấy năm cha nay rồi, thì bản chất nước nó là một cái tác nhân xúc tác thôi. Là nước nhiều thì ok, nước nhiều là dư đạm, 30-10-10 cũng dư đạm, mà nước mưa mới dư đạm nha. Đó, mà lại kêu đi 30-10 để tăng trọng quả là anh thua, là mình thua. Đó, cái đó là rất là thư vấn, rất là tầm bậy. Tầm bậy cho bà con mà nhiều không hiểu là chết. Cái thứ hai là họ tư vấn phun cái GE3 chỉnh trái quá liều. Quá liều mọi người, dẫn đến là cái quả rất là đẹp nhưng mà khui ra không có học, và học cái vỏ nó rất là dày. Phẩm cái là điểm năm rồi là mình khui một cái vườn ở miền Tây, mình xin hứa chỗ tên nha, 11 ký trái được đúng 1 ký thịt mua sân kinh, quả rất là tròn, rất là đẹp, khui ra không có học. Đó là mọi người đừng có vấn đề là tại vì cái mua sân kinh là cái phấn của nó đã rất là yếu, thì khi mình thụ phấn bằng phấn của mua sân kinh đó, dẫn đến là đa số hơn 80% trong vườn nó sẽ bị giật hai học, nó sẽ đậu có ba học thì trái nó bị méo. Thì mấy ông tôi bắt đầu là chơi cái bài là phun xịn chỉnh trái, mà chỉnh trái biết rồi nó giật hai học thì chỉnh thường thường nó đâu có tròn được, quá liều lên là bị dính rồi mọi người, thì quá liều lên là vỏ không, thì dẫn đến cái uy tín sản phẩm nó bị giảm nè. Đó mọi người thấy không? Rồi cái thời một lát mình sẽ nói cái thời điểm nào mà tăng trọng tốt nhất, thời điểm nào mình nên tăng cơm. Thì và mình sẽ nói luôn vấn đề là mưa đầu mùa thì mình sẽ xử lý như thế nào để giảm lượng đạm mà làm cho cây nó đỏ đó nghe mọi người. Vậy hiện tại bây giờ mình có thể nắm được cái quy trình làm sao để ép được cái nước trong quả dư nước đó, gọi là dư nước đi, nó không phải là sượng nước mà nó dư nước nha. Còn sượng ba hột thì trời mà chỉnh, nó là dư nước, nó vẫn mịn, nó vẫn ngon, nó vẫn béo, nhưng mà nó có những sọc trắng đắng là dư nước á, và độ ngọt không đạt. Ok thì mình xong cái việc là cập nhật thị trường cho mọi người, thì có thể trong 1-2 tuần nữa mình sẽ đi Thái Lan, mình gặp đối tác bên đó, và mình họ cũng muốn mình hỗ trợ một cách vấn đề mua sinh kinh bên đó. Nhưng mà nói thật thì mình vẫn giữ bí quyết cho bà con của mình thôi, chứ mà mình cũng không chia sẻ được nhiều. Và sắp tới cái hiệp hội mua sinh kinh của Thái Lan, của Malaysia, nó cũng họ cũng qua Việt Nam, họ cũng đến khu vực miền Đông để họ giao lưu với những anh em trồng mua sinh kinh ở Việt Nam đó. Mình cũng nghĩ là cái mục đích của họ là cùng hợp tác thôi, chứ không có gọi là mất thiện chí là sẽ thưa kiện hay là đòi bản quyền hay là đòi gì đâu. Thì bản chất mua sinh kinh của Malaysia họ không đủ sức, và năm nay họ đang mất mùa, mà họ thấy Việt Nam mình tự nhiên ui sao mà Việt Nam mình bán hàng Trung Quốc được nhiều người ưa chuộng quá vậy, rồi là hàng mua sinh kinh Việt Nam mình xuất tư được qua Trung Quốc nó ngon quá vậy, thì họ xách khăn gói họ đi học thôi đó, mọi người thấy không? Nó hiệu ứng như vậy. Còn cái gì giữ riêng cho mình thì nên giữ riêng cho mình về cái tính cạnh tranh thôi, tính cạnh tranh của cái sản phẩm. Và mình khi mình nắm được quy trình, mình nắm được công nghệ, nói chung nắm được cái quy trình cốt lõi á, thì mình sẽ làm thành công đó. Ok bây giờ mình sẽ nói vấn đề về sao xả nhụy mà mình chăm sóc như thế nào nha mọi người. Thì hiện tại vụ mùa miền Tây là nó đã gần tới hồi kết, thì đa số nó khoảng 50%, 50-60% là vườn nó xấu, nó không đạt về cái tiêu chuẩn ngoại quan, nhưng mà về chất lượng bên trong thì khá ok, về cơm về này kia thì khá ok, tổng quan là khá ok. Mọi người biết cách khắc, đa số mọi người biết cách khắc phục, và mọi người làm được cơm nó rất là nó tương đối chuẩn, trừ một số vấn đề và tư vấn sai nãy như mình nói thôi đó. Với miền Đông hiện tại thì có những vườn đang xả nhụy khoảng 15 ngày, có những vườn thì đã chạy trái, và có những vườn có thể thu hoạch được lứa đầu đó. Và có những ông rất là hên, có những anh nông dân rất là hên là họ có một sen chừng 10-20 cây thái trong cái vườn mua sinh kinh của họ, thì bây giờ tự nhiên là họ có phấn thái, họ quét rất là tròn,
Thì tội nghiệp một số anh chị em mà có vườn lớn họ rất là xót vườn, thì cổ thứ nhất họ rớt hết. Và cổ thứ hai á, thì mình có tư vấn cho họ là quét bằng mọi giá phải kiếm cái phấn đô na để thụ. Thì hôm nay đa số đều đậu trăm trăm, không có một vườn nào rớt luôn. Thậm chí hôm trước mình nói là có cái anh Phú ở Đồng Nai, anh có 1000 muôn sơn kinh, anh rớt hết, anh điền cho mình rớt hết cổ một. Thì anh chạy khoảng đâu đó là 30-40 cây bằng xe máy nha mọi người, xe đường rừng nha, không phải đường đường có lỗi mình đâu. Anh xin phấn về anh quét thì hôm nay đậu hết, đậu hết. Và anh gọi cho mình mắc cười lắm, anh leo lên đọt cái cây cái bơ đó, để có sóng điện thoại để gọi cho mình khoe. Đó là niềm vui của người tư vấn kỹ thuật đó, mình phát hiện ra và mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Và đến bây giờ theo mình hiện tại là nếu mà 100% vườn họ thụ phấn được với Dona thì mình không nói 100% nhưng mà 99% nó sẽ đạt năng suất. Đạt năng suất là như này, tức là cây năm thứ tư làm bông vào năm thứ tư và thu hoạch vào năm thứ năm, hoặc là làm bông vào đầu năm thứ năm, thu hoạch vào giữa năm thứ năm và cuối năm thứ năm, thì năng suất nó không dưới 100 kg. Mình khẳng định với mọi người là không dưới 100 kg cho một cây, nếu mình chăm đủ lực, đúng lực, đúng quá trình cho nó từ trước tới giờ, mình không bỏ bê nó do cái sự cố năm rồi về mua sân kinh cắt ghép các kiểu. Và mình nói luôn cái vườn mua sân kinh ở phía Tân Phú Đồng Nai mà đã gọi mọi người đồn nhau á, ok lại là 1000 cây đã gọi là cắt chặt vậy đó, đưa lên mạng á, thật ra là hai vợ chồng cãi lộn nhau đó. Cái cô vợ, cái chị vợ thì là nghe người ngoài nói thì xót, bắt đầu là về khuyên chồng cắt ghép. Chồng thì muốn giữ nhưng mà giận vợ quá thì ghép dọn hết luôn, không có ghép cho người, cắt bỏ luôn, giận vợ đó chứ không phải là cắt ghép gì đâu. Rồi xong xuôi ngoại quan, bây giờ một vấn đề về quy trình nuôi quả mua sân kinh sao xả nhụy cho mọi người. Mình sẽ nói sơ tại vì thật sự là mình cũng muốn gửi quy trình tổng cho mọi người lắm, nhưng mà mình sợ vấn đề là thứ nhất cái quy trình tổng khi đưa lên mọi người ứng dụng luôn, nhưng mà cái biến số của nó tại miền Tây, miền Đông và Tây Nguyên nó sẽ rất là lớn, về thứ nhất chất đất, về thứ hai khí hậu, thứ ba là về cách chăm, thứ tư là cái diện tích mỗi nơi nó khác nhau đó. Thì khi mình áp vào nó phải có cái trực quan tại kỹ thuật tại vườn, hoặc là có sự trao đổi về cái vấn đề đang làm nó mới chuẩn được. Mọi người áp vô, người tốt thì không nói gì, người áp vô nó sai đầu mình bị nói ở ông ăn ổng như thế này, ổng đưa tầm lao cái này cái kia thì rất là tội nghiệp cho mình đó. Thì mình nói sơ, bữa trước mình có gửi sơ những cái nội dung cơ bản cho mọi người á, thì hôm nay mình cũng nói lại luôn một số cái mọi người cần lưu ý nha. Đấy, thì mình bây giờ livestream trên điện thoại, laptop phải được, đỡ quá. Đó. Đúng em, thổ nhưỡng khác nhau hết, nên anh không thể nào anh đưa một quy trình chuẩn cho toàn khu vực hết. Mà anh đưa quy trình chung thôi. Thì khi đó bắt đầu mình sẽ tiến hành là chỉnh sửa theo từng khu vực. Mình có một bộ đo đất, đo tất cả chỉ số trong đất. Là mình sẽ chỉnh lại. Đó. Đồng Nai làm bông vào tháng mấy? Đồng Nai nếu làm bông thì làm đẹp vào tháng 8, tháng 9 là ok, tháng 9 đẹp. Ok, bây giờ mình nói đầu tiên về chế độ nước cho cái vườn mua sân kinh mọi người. Thì mọi người cố gắng nghe nha. Thì mình sẽ share, nhưng mà mình sẽ share không full được cái quy trình đâu, vì mình sợ mọi người ứng dụng vô sai là mình mang tiếng. Cái chế độ nước trung bình mọi người, ngày thường mọi người tưới 100 ví dụ đi. Ví dụ nó đang mang bông, mọi người tưới 100 là 20 phút chẳng hạn. Thì trước xả nhụy một tuần á, là bắt đầu là nó sẽ xả lọt trẹt tầm vài chùm á. Thì mọi người giảm 70% lượng nước cho mình. Mục đích giảm lượng nước là gì? Để cho nó xả đều. Để cho nó xả đều ra. Và nó giảm bớt cái lượng mật. Khi mà quét chổi á, mật á, nó dính vào. Thì nó gây khó khăn cho vấn đề mình tung phấn. Rồi, sau khi xả nhụy 70%, thì bắt đầu mình tăng cái lượng nước lên. Mình tăng lượng nước lên khoảng 75%. Tức là 20 phút. Thì bây giờ trước đó 20 phút. Thì sau khi xả nhiều 70%, mình sẽ tăng lượng nước lên khoảng là 15 phút. Để mình tưới đều đến 60 ngày mình chỉnh nha. Tại vì mình trong thời điểm đó thời tiết có thể là ẩm nè, có thể là nắng nhiều, có thể là âm u, có thể là mưa rào, có thể là mưa lớn. Thì mình sẽ tùy vào cái độ ẩm để mình chỉnh.
Đó, Đắk Nông vừa xả nhị xong mưa hả Tuấn? Thì bây giờ xả nhị xong là ok, đừng có để lúc đang xả nhị nó mưa. Xả nhụy xong á, thì mưa thì phun anh cho con thôi, thì kiểm tra coi nó có bị tháo khớp hay là cái khớp nó teo này kia không, thì phun thêm G3 cho nó, G3 sữa để cho nó tăng cái độ dai của cuốn. Ừ, nó chống chống rụng, hoặc là cần thiết mua luôn thẳng luôn cái công thức chống rụng trái non của một công ty nào đó khá uy tín thì được. Đó. Nói tiếp là sau 60 ngày thì mình sẽ giảm lượng nước tưới về khoảng 40%, mục đích là gì? Tức là khoảng 8 phút. Tức là ban đầu là mình tưới 100% thì bây giờ mình tưới còn 40% thôi, là gì? Để giảm cái lượng nước vào trái. Tức là sau 60 ngày đối với miền Tây, miền Đông thì khoảng là 70 ngày, Tây Nguyên khoảng 80 ngày. Đó, nó theo đó. Ok anh giữ đó. Và tới khoảng tầm trước thu hoạch 10 ngày là mọi người cắt nước nha. Cắt nước mục đích làm gì? Để cho lên cơm, mà lên màu cơm mình cắt nước, hoặc mình tưới nước rất ít thôi, khoảng 10% cho cái lượng ban đầu thôi nha mọi người. Rồi tiếp với chế độ cỏ vườn nè, mọi người không hiểu chỗ nào mọi người cứ hỏi, cứ comment hỏi nha. Cái cỏ vườn thì mình từ lúc mình bắt đầu mình xả nhụy á, mình dọn dẹp cái tàn dư của cái phấn rồi cái cánh hoa này kia dưới gốc á, thì mình kết hợp mình phát cỏ luôn, mình phát cỏ cho nó sạch sẽ để mình đi phân cho nó, cây nó hấp thụ tốt. Ừ. Rồi đó thì mình sẽ phát cỏ để giữ thông thoáng đến 45 ngày, 45 50 45 ngày miền Tây thì tính ra miền Đông là khoảng 50 ngày, Tây Nguyên là khoảng 55 ngày. Đó. Tây Nguyên tầm đó mùa mưa. Ok, mưa mưa thì mình vẫn phát tốt, thì mình thoát ẩm tốt thôi, đâu có gì đâu mà không. Tới thời điểm mà 75 80 ngày, 85 ngày mà nói đi, bây giờ mùa miền Tây bỏ đi, miền Tây giờ xong rồi, tính tới miền Tây, miền Đông Tây Nguyên đi. Miền Đông có 80 ngày thì bắt đầu mình sẽ dọn cỏ nhẹ lại cái để cho thông thoáng, để thoát nước, để không lỡ có mưa nó không bị ẩm, nó không bị tăng lượng nước trong quả, nó không bị dư nước. Đó. Rồi, Tây Nguyên là khoảng tầm 85 90 ngày. Đó, mình dọn thông thoáng hết, thông thoáng rễ hết. Mục đích là gì? Mục đích là không có cho tăng ẩm trong cái đất lên. Nếu tăng ẩm cho đất lên, tức là quả mình nó hấp được, nó đang sắp vào giai đoạn là chuẩn bị thu hoạch, mà nó hấp nhiều nước quá, nó hấp nhiều nước quá cho nên sượng, sượng dư nước nha mọi người. Mình gọi là dư nước đi, không nói sượng, sượng nghe nó sượng là thời điểm khoảng tầm trước thu khoảng 20 ngày nó mới gọi là sượng. Tây Ninh làm bông vào tháng mấy thì còn Tây Ninh làm bông theo miền Đông mà, Tây Ninh làm bông có thể sớm miền Đông 10 ngày thì nó khoảng tầm tháng dứt mưa tháng 8 tháng 9 vậy nè. Làm được. Chép chi, chép rồi ứng dụng sai chửi tôi nghe, mọi người lưu ý trong đầu được rồi. Để bắt đầu tiếp tục nè. Đó, bắt đầu nè, bắt đầu tới giai đoạn quan trọng rồi mọi người nha. Đây nè. Giai đoạn này rất là quan trọng nha mọi người. Đi phân gốc từ sổ nhị đến 65 ngày. Nếu ở miền Đông là khoảng 70 ngày, nếu Tây Nguyên là 75 80 ngày. Đó mà đi phân gốc. Đi phân gốc cho nó như này. Thì ở một số cái vườn á, nó chạy trái sau khi mình thụ phấn với Dona. Bữa nay livestream hơi lâu nha mọi người, chắc khoảng 8 giờ 45 mới xong á. Được nghe nghe. Đúng em, thụ mua sơn kinh em thụ phấn quế thái, tỷ lệ đậu 100%. Anh đã thực nghiệm cho gần mấy chục vườn rồi, không có vườn nào mà miết hết trơn á. Rồi, bỏ xăng sau sổ nhị 60%, mọi người nói 60% nha mọi người, chứ không phải là đợi xả hết mới đi nha. Em Lanh lục lại cái livestream trước của anh có chia sẻ về vấn đề lấy phấn thái á. Mọi người có, mọi người lấy cái link mọi người gửi lên giùm anh ấy. Giùm em cái. Sau khi sổ nhị 60% thì mục đích của mình làm gì? Những cái vườn mà nó chạy trái no xanh ok. Không cần phải đi 12 mà 18, quất thẳng luôn 3 số 15 hoặc 3 số 16 luôn mọi người, để nuôi nuôi quả nha. Nuôi quả nha. Rồi, nếu trường hợp nó chạy quả hơi chậm xíu so với cái kỳ vọng, tức là những có những vườn á, khi mà thụ phấn với Dona sau khi nó xạ nhị 60% nó chạy trái nhanh lắm. Ok, có không thấy không? Dư sức tháng. Đó. Thì khi nó chạy trái, nó không chạy trái nhanh bằng cái kỳ vọng hoặc là những cái vườn khác á, thì mọi người đi 12, 12, 11, 18 hoặc 12, 12, 17 của BM hoặc Yara. Thì hang đó là nó hấp thu rất là nhanh nên mình thích sử dụng hang đó ha. Đó.
hoặc là những phân bón cùng công thức, mọi người đi khoảng 400 tới 500 gram cho cây lớn, và những cây mà ít bông thì mọi người đi khoảng là 2, 3 lạng, 300 gram. 300 gram nha mọi người. Đó. Thì khi mình đi cái đó là nó sẽ chạy trái rất là nhanh, tại vì có lượng kali. Kali. Đó, thời điểm đó là nó rất cần kali nó chạy trái. Còn vấn đề tăng trọng thì mọi người sẽ dời sau thời điểm 5 tới 7 ngày. Đó, 5 tới 7 ngày tiếp theo mọi người đi bài số 15. Mọi người đi bài số 15 cho cứ 5-7 ngày, tức là 5-7 ngày, tức là ngày thứ 7 sau khi sản nhị 60% á, tại mọi người đi bài số 15 nha mọi người. Đi bài số 15 của BM hoặc Yara hoặc là công thức, cùng công thức. Tại vì có những nơi họ rất là khó tiếp cận với BM, phân bón của BM và của Yara. Đó, bài số 15. Thì bài số 15 là gì? Để phát triển điều về vấn đề quả từ vỏ, vỏ nè, từ cuốn nè, từ tổng hợp hoạt chất, tổng hợp chất phía trong quả sầu riêng đều ok hết. Ngày thứ 14, tức là sau 7 ngày, mọi người sẽ đi bài số 15 tiếp tục 600 gram. Từ 4-600 gram tùy cái lượng hoa, tùy cái lượng que diêm, tùy cái lượng quả trong cây nha mọi người, chứ không phải cây nào cũng như nhau. Mọi người đi khi dư á, dư thì nó cũng không có gì, nhưng mà tụi mình hao phân thôi, mình hao phân thuốc thôi. Rồi, mọi người cộng cho mình thêm 200 gram hương huyết bo. Mục đích là gì? Mục đích chống rụng sinh lý đó đầu tiên đi. Đó, Hobbit Bo, cái sản phẩm này bên mình có thì mình cũng xài thông qua một công ty thôi chứ không phải là của mình. Nhưng mình thấy khá ok, là mình chống rụng cho nó rất là ok. Nha mọi người. Thì khi mua thấy phân thái thuộc qua. Đúng rồi. Rồi tiếp tục. Ngày thứ 21 mình tiếp tục đi bài số 15. Tức là mình đi 3 cử 15 trong vòng 21 ngày nha. Xem một cử Hobbit Bo. Rồi bắt đầu nè. Ngày thứ 28 mình đầu mình đi NPK hữu cơ, gọi là em cái tăng chậm ba số 18, ba số 8 của Quỳnh Lâm, hoặc là những công ty có cùng công thức đó. Ba số 8 nha mọi người. Thì mình đi 700 gram, từ 6-700 gram là nó sẽ tác động chậm lại quá trình tăng trọng quả, và nó tập trung, nó phát triển phía trong. Tập trung phát triển phía trong. Nó làm cho quả nó tròn đi, và nó không phát triển theo kiểu méo mó được. Đúng rồi. Rồi. Mình sẽ đi 4 cử Quỳnh Lâm như vậy. 4 cử 888 vậy. Quỳnh Lâm rồi. 4 cử 888. Thì nó sẽ đến ngày 47. Thứ 7 ngày. 3 số 8. Nó gọi là hữu cơ tan chậm hay là hữu cơ khoáng hay là nó đó. Thì mình thấy Quỳnh Lâm ok, còn những con nếu Quỳnh Lâm hết hàng thì mọi người lấy của công thức cùng của một số công ty khác cũng được mọi người nha. Đó. Thì đi 4 cử nó khoảng đâu đó là từ 28 tới 47, nó khoảng 20, khoảng là hai mấy ngày đó. Ok nha. Rồi bắt đầu là sau 47 ngày thì ngày thứ 52 là mình sẽ đi lại công thức kali cao. Một cây là khoảng từ 6-7 lạng. Một cây từ 6-7 lạng. Giống như dạy học quá. Cái này thực sự là cũng mình thấy còn nó cũng không có gì. Không, cũng dễ đó mọi người. Quân sinh kinh sổ gì xong chăm thế nào? Trời ơi trời, anh đã like từ đầu rồi, bây giờ hỏi lại thì sao mà nói nữa. Lát coi lại livestream nha. Đó. Thì bắt đầu là khoảng từ ngày 52 trở đi mình sẽ đi lại công thức kali cao. Công thức kali cao này mọi người, chứ không phải bón phân gốc công thức kali cao. Tại vì từ ngày 52 tới ngày 65 quả nó sẽ phát triển tương đối chậm lại. Tại vì trước đó nó phát triển quá nhanh rồi. Nên là mình sẽ dành thời gian này mình sẽ làm cho vỏ nó tương đối mỏng lại, tăng lượng kali lên để cho cái hộp nó được bao. Được cơm nó bao được cái hộp. Ok. Rồi. Mình đi xa 3 cử, mỗi cử cách nhau khoảng 7 ngày. Là từ ngày 52 nè, ngày 59, ngày 65. Đó. Thì ở Tây Nguyên á, mọi người cố gắng là cân ngày lại nghe. Tại vì cái thời gian chính, cái thời gian mua sinh kính Tây Nguyên nó cây nhì lâu hơn ở miền Tây 20%. Thì mọi người tìm cách là mọi người, có thể mọi người thêm một cử. Một cử hoặc là hai cử, cái bài số 15 ở những cái ngày cuối. Ở những ngày cuối. Để mình ngày cuối, ví dụ như ngày ở Tây Nguyên ngày 52, 59, 65 thì mình có thể đi 3 số 15 lại để cho nó tăng trọng lượng quả tí chút đỉnh. Đó.
Đúng rồi, thường thường là công thức của 12 và 18 hoặc 12 hay 7 là cà ly trắng. Đó. Cà ly trắng mọi người. Đó, nên mình nói lại là ở Tây Nguyên thì thời gian thu hoạch nó dài hơn. Nên là cái thời mọi người có thể căn chỉnh lại để thêm một hai lần 3 số 15. Đó, để mọi người tăng được cái trọng lượng quả nhưng mà không ảnh hưởng tới cơm và cái quả sau này. Mọi người. Rồi. Tiếp tục. Từ 65 ngày tới thu hoạch. Đối với miền Đông là từ khoảng 70 ngày, 75 ngày. Tây Nguyên là 80, 85 ngày. Anh lục lại cái video, anh kéo xuống dưới thì em có một cái video chia sẻ rất là chi tiết về vấn đề lấy phấn đô na. Giờ quay lại câu chuyện nha. Đi phân gốc từ 65 ngày đến thu hoạch, tức là từ lúc mình ngắt cái đợt mà đợt cuối cùng đó 12, 11, 10, 18 hoặc 12, 12, 17 á, là mình sẽ xong xuôi đó, mình bắt đầu mình đi qua mình đi phân tưới, mình sẽ không đi cái phần bón gốc nữa. Đó. Tưới như thế nào? Thì bây giờ á, cái mục đích thời điểm này là mục đích làm gì? Mục đích của mình là tăng độ ngọt vàng cơm, vỏ mỏ, vỏ mỏng vỏ mỏng và gai đẹp. Đúng rồi. Đó, thì bây giờ tưới là gì? Tưới 15-3-20. 15-3-20 của BM hoặc là một số cái phân bón cùng công thức đó. Thì mình tưới như nào? Mình không thể nào mình tưới theo kiểu là cứ đưa vô một phi mình tưới được, mà mình phải định lượng. Định lượng 700 gram cho một gốc. Tức là mình lấy 700 gram hoặc là 600 gram, 500 gram tùy quả trên cây nha mọi người, mình không nó có một phương thức cố định. Mọi người cứ luân chuyển nó. Và ở dưới miền Tây số lượng ít, ví dụ 100 200 cây, người ta có thể xách cái thùng phi, người ta múc nước dưới mưa, người ta đổ phân vô, người ta pha tưới được. Nhưng mà đối với những cái vườn lớn vài vài ngàn cây hoặc có đến mấy chục ngàn cây như vườn vườn của một người bạn, thì cái chuyện là mình phải pha vào một cái phi lớn để mình quậy cho tan và mình phân lượng cho những cái cây đó, mà chấp nhận là có biến số. Đó. Và mình ước lượng sao là ok, bây giờ tôi một một cái đợt tưới của tôi là khoảng 100 cây, thì tôi đưa vào bao nhiêu, tôi cộng cái công thức phân bón này nhân lên, thì mình sẽ tưới vào nó miền Đông đi, tưới vào ngày ngày 75, ngày 80, ngày 85. Ở Tây Nguyên là ngày 80, ngày 85, ngày 90, tưới ba ba lần, tưới ba lần, thì bắt đầu là qua tới ngày 5 ngày sau là bắt đầu mình có thể kiểm tra được cái vấn đề về màu cơm và về độ mỏng vỏ và độ độ bao hột và cái gai rồi. Thì lúc đó nếu mà nó không lên, trường hợp nó không lên đủ độ đường và không lên đủ màu cơm á, thì mình sẽ đi một cử nữa, nhưng mà lần này mọi người đi cử một nửa thôi, một nửa thôi, tức là 700 gram thì mọi người giảm còn 300, 350 thôi, pha tưới tiếp, tưới lần cuối rồi. Đó là công thức, đó là 15-3-20 hoặc là của BM hoặc là của những cái đơn vị mà họ có cùng công thức như vậy. Mọi người chú ý là cái kali phải là kali sunfat nha mọi người nha, kali sunfat nha. Ok rồi, xong xuôi chân đi phan, đó là gần tới thu hoạch rồi, không nói nữa, xong rồi gần gần 90 ngày còn gì tới thu hoạch rồi. Ok tới cái phần theo em thấy là hello sếp toàn cái phần bón lá, cho cái từ lúc sổ nhị đến lúc 65 ngày đó, thì cái phần bón lá đâu rồi, kệ đây. Thì giai đoạn mà nó xả 60 ngày thường thường đó, là trước khi xả nhị mình đã đi một cử rồi, nhưng mà sau khi xả nhị mình sẽ đi cử như thế này. Sau khi xả nhị 60%, 60-70% mình sẽ đi một cử, cho đó là HCR Mai Xuân. Là dạng MPK dưỡng dưỡng quả. Rồi, Fertigon Vĩnh Thạnh và Canxibo, Canxi có hợp lý. Đó. Nếu mà cần thiết mình đi thêm là cái có thể bỏ Canxibo thì mình đi combi step của BM hoặc mình cộng hai đó chung cũng được. Rồi. Mình cộng thêm cái gỡ ba sữa nếu có hiện tượng là rơi nhiều do mình tưới nước dư, tại vì cái thời điểm đó mình tưới nước nó sẽ không có cân đối được, chưa gọi là mình tưới thử để mình test đó là ông đủ nước chưa hay là ông dư nước hay như thế nào để mình còn chỉnh lại. Đó thì mình sẽ đi như là HCR Mai Xuân, Fertigon Vĩnh Thạnh, KC của Hợp Trí và Combi Step của BM. Đó, GA3 sữa thì mọi người mua của An Thịnh Phát thì cũng ok.
Ok rồi, ngày sau sẽ nhiều 40%. Tới ngày thứ năm là mọi người sẽ bón cái thằng combi step cộng với amino, có thể chọn amino 45% hoặc là amino rong biển hoặc là amino của Vĩnh Thạnh, amino nào mọi người thấy amino nào khá ok mọi người dùng. Rồi mọi người dùng cái cát RC của Mai Xuân nha mọi người. RC Mai Xuân là cái dạng phân bón lá mình thấy khá ok, vì dưỡng trái mà hầu như là mình sử dụng trên trên tất cả các vườn đều ok hết rồi. HCR chứ mình sorry. Lại đi. Rồi. Ngày thứ 10 12 mình cũng đi công thức như vậy, tức là copy step amino và HCR. Ok. Rồi. Rồi. Rồi ngày thứ 17 đến ngày thứ 19 thì mình sẽ đi cái HCR mình cộng thêm MPK 20 20 20. Đó. Lúc đó 20 20 là mọi người biết thời điểm đó điểm là gì không? Thời điểm mình tăng trọng á. Đó. Đó thì bây giờ mọi người ngày thứ 17 19 rồi. Trong trong cái giai đoạn đó là mọi người bắt đầu mọi người phun để tăng trọng lượng quả nè mọi người nha. Là mình sẽ đi theo cái giai đoạn đó. Thì bây giờ mình nói chung chung như vậy đi. Là mọi người cứ phân bón lá là mọi người sẽ ưu tiên cái 3 số 20 và HCR Mai Xuân cộng với thằng Combi. Từ cái ngày thứ 17 tới ngày thứ 45 là thời điểm đó thì cũng quan trọng để mình tăng trọng quả. Rồi. Thì tới ngày 62 đến 65 tại lúc đó mình sẽ bắt đầu là mình sẽ giảm cái lượng phân bón để mình vỗ quả lại, mình sẽ cắt luôn cái 20 20. Đó, mình sẽ luân phiên mình đi amino với combi. Để lúc đó là mình sẽ không tăng trọng quả, là mình tăng chất lượng phẩm chất quả lên. Ok. Cái phần cuối tháng 45 rồi. Cái phần cuối mình là phần này rất là quan trọng. Là nó ảnh hưởng tới năng suất của quả nhiều và ảnh hưởng tới cái sức khỏe của cây sau khi mang trái nhiều. Đó là mình sẽ bón cái phân hữu cơ bón gốc và phân hữu cơ tưới gốc. Đó. Cái này rất là quan trọng mọi người, tại vì để có một cái cây nó phát triển thì mọi người phải cần thiết là phải xây dựng một cái khung cho nó khá tốt sau khi thu hoạch hoặc là sau khi mang trái hoặc đang mang trái này kia nó phải ổn định. Thì mọi người sẽ đi cho mình cái phân trùng quế đi nha, tạm thời mình đi phân trùng quế 10 tới 20 10 tới 10 20 kg tùy cái lực cây, là khi quả được 25 tới 30 ngày. Nó tùy số lượng quả trên cây nha mọi người. Mọi người đi đi cái lượng cho nó phù hợp. Với cái phân nở á, thì nếu mà hiện tại phân nở rất là hiếm, phân nở Hà Lan, phân nở Nhật thì mọi người nó cũng 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 xem. Nhưng mà hiện tại phân nở Hà Lan, phân nở Bỉ là hàng hàng nguyên đai, nguyên kiện, nguyên tem á, về cảng là số lượng rất là giới hạn nha mọi người, không có nhiều nha. Thì nở zin của Nhật là nó ra nhiều, nó về tương đối có hạn, mình cũng đang nhập một số ít rồi mà có nhiều mọi người biết mình đó, là mình bón 2 tới 3 kg một gốc cứ 15 20 ngày một lần. Ok, xíu mình bàn tới vấn đề thả đọt rồi. Và một món này nữa và không thể thiếu trong quy trình mình đang làm là cái thằng kali hữu cơ. Hiện tại mình đang nhập kali hữu cơ 38% về. Rồi sắp tới sẽ tung ra thị trường, nhưng mà thời điểm tung ra mình sẽ báo sau. Thì mọi người có thể dùng một số cái dòng kali hữu cơ có tại tại đó mọi người xài đi. Mình không có ép mọi người phải dùng của mình hay là mua của mình như thế nào chứ. Đó thì khi có mình sẽ thông báo, mọi người muốn mua thì mọi người báo, còn không mua thôi không sao. Tại vì cái mục đích của mình không lấy lợi nhuận nhiều, thậm chí mình không lấy lợi nhuận từ cái phân bón mà mình lấy cái lợi nhuận từ từ cái phân bón đó để mình nuôi cho những mình trả lương cho những anh em kỹ thuật đi tư vấn tận vườn cho mọi người đó. Mình không có lấy cái đó. Tại vì cái mục đích của mình cuối cùng là mình muốn có sản phẩm để mình xuất khẩu và mình chia sẻ cái lợi nhuận với bà con từ từ cái thời điểm đó. Ok. Rồi, bây giờ kết thúc quy trình nó cơ bản gì mọi người. Nó cũng là đúc kết thôi, từ từ đúc kết từ từ những 2 vụ vừa qua thì có những anh em làm thành công, anh em chia sẻ thì mình đúc kết lại. Rồi có những cái mình nghiên cứu được thì mình đúc kết lại. Đó. Có những cái mọi người cảm thấy không hài lòng thì mình cứ bỏ qua nha, không có gì hết trơn nha. Mọi người muốn thích thì mình ứng dụng, không thích thì cũng không sao. Đó, mình cũng không có phải ép mọi người phải làm như thế này, tưởng mưa làm kia. Có những người rất là giỏi, mình nói thật luôn, có những anh biết sớm hơn mình vẫn đầy thuận vẫn chéo vẫn chéo, nhưng mà họ không biết cách nào họ làm truyền thông để họ chia sẻ chứ. Họ chia sẻ xung quanh cái vùng của họ thôi và lên vườn nào cũng như vườn nào đẹp cực kỳ đó.
Nhưng mà họ nói là bây giờ hỏi sao anh không chia sẻ, không biết nói cho mọi người biết, tại vì anh là nông dân, anh đâu có biết chia sẻ như thế nào cho mọi người đâu. Đó, và anh thắng mấy năm nay rồi. Và cái câu chuyện mua sơn kinh của mình á, thì hiện tại mua sơn kinh của Việt Nam mình có rất là nhiều lợi thế nha mọi người, rất là nhiều lợi thế luôn. Nó không phải đơn giản quanh vấn đề là ông Trung Quốc ông mới mua sơn ok, thả đọt mua sơn kinh, xin lỗi các bạn, không thả đọt không được thả đọt mua sơn kinh sau khi xả nhị nha mọi người. Ló đầu tới đâu là đốt tới đó, thậm chí là có thời điểm mà phải để cho rầy cắn một phần để đừng đi đọt, đừng thả đọt. Mọi người thả đọt nó rụng, nó giật, nó méo, nó đủ thứ câu chuyện trong đó, cơm không ngon, cơm lạc nhắt đâu mà lắm. Và thường thường mọi người đi công thức phân bón mình nói thì nó sẽ không bị đi đọt nhiều đâu, thậm chí là có thể do đất của mọi người, đất đỏ ba gian này kia thì nó nhiều dinh dưỡng á, thì mọi người dằn nó lại xíu đó, và tuyệt đối là không thả đọt, không thả đọt sầu riêng mùa sinh kinh. Nó sẽ ảnh hưởng thứ nhất nè, chất lượng quả, thứ hai về hình thái quả đó, thứ ba nữa là cái chất lượng cơm và độ ngọt là ảnh hưởng nhiều lắm mọi người ơi. Lúc làm bông nên tưới quanh gốc hay tưới ngoài tán lá? Tưới quanh gốc nha, đúng, lúc làm bông nên tưới quanh gốc, không tưới ngoài tán nha mọi người, tưới quanh gốc thôi, tưới từ trong ra điếm, thì chia thành 3 phần, cắm cái bét để chăn chỗ 1 phần 3 ngoài kia xong. Hiện giờ trồng ngọn nghiệp của anh mình nói với Long. Mấy nay nghe nhiều anh em gọi hỏi là giờ em mua sinh kinh vậy thì anh muốn trồng có kịp không, thị trường như thế nào, có phát tương lai ra sao. Em nói anh ơi, giờ tương lai em biết được, em mua vé số tiêu rồi, em đâu có phải đi 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 buôn sầu riêng tới lui em cực vậy, em đi tư vấn cho bà con rồi xong mua quả cực vậy. Nhưng mà theo mình nhận định thì thị trường sầu riêng nó sẽ trở về ổn định nha mọi người, nó sẽ không có tăng sốt như vậy nữa đâu, và năm nay rất là khó khăn cho sầu riêng của Việt Nam đó mọi người. Cho sầu riêng ri sáo nè, và khó khăn cạnh tranh về sầu riêng đô na nè, sầu riêng mỏng thon á. Sầu riêng mỏng thon hiện tại là có 4 nước xuất vào Trung Quốc chứ không phải Việt Nam mình không đâu nha. Sầu riêng mỏng thon của Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam mình. Đó, Malaysia không có mỏng thon. Đó, và Malaysia đang trồng mỏng thon nha. Đang trồng mà không biết là có quả chưa, không biết. Thì mình có trao đổi một số anh em, một số thầy bên gọi là chuyên gia về kinh phân tích kinh tế nông nghiệp bên Trung Quốc đi, tạm nói vậy. Thì họ nói sầu riêng là tới 2030 mới có thể đến tới 2030 hoặc lâu hơn vài năm mới có một sự điều chỉnh giá rất là lớn. Tại vì hiện tại sầu riêng Việt Nam, Đông Nam Á rất là ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc, và sắp tới cái data khách hàng của sầu riêng nó không còn nằm ở trong Trung Quốc nữa, và nó sẽ nằm ở nhiều nước nữa. Tại vì bây giờ mình nói thật luôn, bên Úc họ cũng, người Hoa bên Úc hoặc là người Việt bên Úc họ cũng muốn ăn sầu riêng. Người Hồng Kông, người Đài Loan, người Singapore họ cũng muốn ăn sầu riêng. Người Ấn Độ họ cũng ăn được sầu riêng. Người Hoa và người Việt tại Mỹ họ cũng ăn được sầu riêng. Đó, thì cái data khách hàng nó lớn, nhưng mà thật sự nó thật, Trung Quốc sẽ chi phối thị trường sầu riêng. Trung Quốc muốn giá lên là lên, Trung Quốc muốn giá xuống là xuống. Và quy luật cung cầu sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều mọi người. Nhưng mọi người đừng có đặt kỳ vọng quá nhiều, giá 200-300 ngàn đâu, nó rất là mệt. Thích đi. Đúng rồi, thì với cái sầu riêng mua sơn kinh đó, mình không nghĩ là nó sẽ hoàn thiện quy trình và nó đi vào, nó có những cái gọi là cái bí quyết mà nó phát triển nhanh chóng như vậy. Tại vì mình còn rất là nhức đầu cái vấn đề là tại sao quả sầu riêng mua sơn kinh mà nó không đều, nó cứ bị giật, nó bị méo, nó bị này kia, rất nhìn rất là bực, rất là bực. Dù mình làm bông ra rất là nhiều luôn, ra đầy cây luôn, xong thụ phấn cũng đi, thụ phấn người ta cũng đi phụ vòng vòng bà con, phụ phụ xong rồi đầu nó không chạy trái, nó rớt sạch. Sáng nay có anh bạn ở Kon Tum vườn cũng 8 hecta nhắn tin cho mình, buồn quá rớt hết rồi, mình nghe mình cũng buồn.
chào anh Sơn. Nhưng mà bây giờ sầu riêng mọi người phải nhớ rằng là 100 chỉ một vụ thôi, nên là cái cách làm nó phải cực kỳ cẩn thận, và mình không biết làm thì mình đi học hỏi hoặc là mình nhờ kỹ thuật mình tư vấn. Và nhiều kỹ thuật nó lại một vấn đề nữa, mình nói thật, mình nói đây nó đụng chạm rất là nhiều người, nhưng mà cái người kỹ sư thì ít mà kỹ thuật thì nhiều. Hello bạn, nhưng mình cũng không dám vỗ ngực xưng tên là kỹ sư luôn, mình để nói em hiểu biết như em chia sẻ kinh nghiệm vậy, nhưng mấy tài cái vô vườn tôi là kỹ sư, tôi phải biết hết từ ABCD, kiểu cùng tư vấn cho người ta bán phân bán thuốc bán đủ thứ chất quất xong bỏ. Mình không nói xấu ai nha, nhưng mà mình nói với đây mọi người, có một số anh em sẽ biết 1.000 cây của anh Phú ở ở ở ở, ở Tân Phú Đồng Nai nè, một công ty tư vấn chết khoảng hơn 200 cây và què cả làng. Một anh có khoảng 15 hectare mua sen kinh tại khu vực Phước Long Bình Phước, cũng công ty đó tư vấn, cũng nổi tiếng lắm, cũng múa dữ lắm, chết của anh ta gần trăm mấy chục cây, bông ra không đậu, què cả làng. Hãy chào anh Trí đó. Mà rất nhiều khi mình không thể nào mình đi giải quyết cái câu chuyện là người ta ăn ngốc của mình đi đổ vỏ, mình rất là bực, mình vô mình rất là bực, nhưng mà mình thương mấy người họ họ kiên nhẫn, họ họ giữ mua sinh kinh lại, là mình làm mình cố gắng mình chỉ cho họ những cái bí quyết mình có, và mình chả cần phải là được tiền được bạc đâu mọi người, mình cần một cái sự cảm ơn chứ một lời cảm ơn thôi là mình thấy rất vui. Mình thấy cả công sức của mình bao nhiêu năm qua mình giữ lại là mình hạnh phúc rồi. Năm nay thu khoản chiếu từ Reblack méo 80% chứ đâu, trời anh thu sao mà méo 80% vậy, thu phát Blast nó cũng tròn mà, Blast nó cũng tròn mà, Re thì em chưa thu em chưa biết, nhưng mà với Dona là em rất là tự tin đó. Dona tự tin lắm, thì vấn đề là tư vấn kỹ thuật thì mình thật nó lâu vậy, nó chưa có người chăm danh này kia, em thật em tuyển người có tâm, có thể họ không biết gì cũng được mà họ yêu bộ sinh kinh, họ không có ít có phụ lợi đó chứ, ai làm ai chẳng có lợi, nhưng mà họ đặt cái lợi ích của người nông dân lên trên một xíu. Em nói từ đầu rồi đó anh Thùy, năm nay lại lụm lúa rồi, cứ lên thả thính hoài. Thì khi mà họ đam mê mua sơ kinh, họ sẽ giống như là khi bà con hô lên là ảnh có mặt, ảnh sẽ hỗ trợ bà con mà không có suy nghĩ nhiều đó, lúc đó nó mới là ok, và mình hơn người ta, mình sẽ hơn cái chỗ đó, hơn người ta chỗ đó. Mình ví dụ Malaysia đây, mình nói xấu dân ta nghe kỳ quá, ăn rồi trong chính phủ rồi. Ăn rồi trong chính phủ trợ cấp thôi đó. Mình có anh bạn ở có hai cái kho cấp đông cũng tương đối lớn ở Malaysia, ở nơi tự lỏng cục xuất khẩu bu kinh, cũng đam mê, cũng người Malaysia mà, người là Malaysia gốc Hoa. Anh nói một câu là mình nghe cũng hơi mắc cười, nông dân Malaysia rất là lười, lười lắm. Cái kho cấp đông ni tơ lỏng á, nếu không phải doanh nghiệp đầu tư thì là chính phủ đầu tư, chứ không phải là của một hợp tác xã hay là của dân bỏ tiền ra đầu tư đó. Cái thứ hai á, là họ không bao giờ chăm cây, họ rất ít ít người, ví dụ 100 người chỉ có 10 người 15 người đi chăm cây thôi, còn lại là chờ cho nó rụng để đi bán, sáng đi lụm đem vô kho để cấp đông để đi bán, chứ không bao giờ nghĩ ở cái đang thiếu chất gì, nó đang cần cái gì, rồi mình sẽ chăm nó như thế nào. Hôm nay sinh lý nó ra sao, cây nó bệnh hay không, không không có chuyện đó nha mọi người, không có ra vườn, ít ra vườn, nông dân ngu mà là nhà rất là ra vườn. Rồi thì cái lợi thế cạnh tranh nội, em nói nội vấn đề đó thôi là đã rất là khó rồi. Cái thứ hai là họ không chịu tiếp thu cái quy trình, tức là họ làm rất là tự nhiên, họ thích làm tự nhiên như vậy đó, họ thích làm mà bây giờ là có nhiều tôi ăn nhiều, có nhiều tôi bán nhiều, tôi không cần thiết phải tăng năng suất, tôi không cần thiết phải là theo quy trình để cho nó như thế này như thế kia, là mất công quá, tốn thời gian quá. Đó, trong khi nông dân Việt Nam mình lúc nào phải
ban ngày ở vườn, ban đêm về là mở điện thoại lên cập nhật thông tin, coi YouTube, coi Facebook, coi TikTok, có gì hay ứng dụng cho vườn mình. Đó là một cái rất là hay. Đó, và cập nhật và thay đổi cái quy trình nó có thể là do công nghệ hiện đại như này, cũng có thể là do bà con mình rất là nhạy trong vấn đề. Bây giờ cái vườn cái bên trồng đô na, cái vườn bên đây trồng mua sen kinh, tự nhiên có hàng ngoài trái cực kỳ đẹp luôn, mà mấy vườn trồng méo hết à, chết rồi, chắc chắn nó sẽ like được, cái người tin ý sẽ nhận ra. Ừ, xã nhị cùng lúc thì chắc chắn nó lại like cái phấn của mua sen kinh này, của phấn thái nó mới chọn vậy. Thì năm sau là họ xin phấn thái quét toàn vườn luôn, để họ xác nhận được là ừ cái đó là đúng. Còn mình kia quan tâm gì đâu, có nhiêu bán nhiêu, giá nào cũng được, trước sau cũng có tiền mà, có đầu tư gì đâu đó, thấy không? Còn đối với Thái Lan thì hồi chiều mình có đưa tin là cái mua sen kinh Thái Lan chất lượng nó đang bị gọi là có một sự rối trong đó, có một sự kêu bằng sao ta, một biến số. Mình nhận thông tin là 10 tấn mua sen kinh của Thái Lan chỉ xuất được 4 tấn thôi, 6 tấn kia là có thể bán nội địa, không thể bán như thế nào mình cũng không rõ. Nhưng mà bữa trước mình thấy video mua sen kinh Thái Lan mình chán luôn, chả nó. Mà bên Thái Lan mùa nắng nhưng mà bị sườn nước những người. Thì mình đang nghĩ cái tư duy của họ đang giống vấn đề của mấy ông, mấy bà con ở Phong Điền á, là họ dùng cái phân bón để họ tăng trọng, và tăng trọng không đúng thời điểm thì nó dẫn đến là vấn đề là dư nước. Là mình hồi xe hồi chiều anh bạn mình gọi là khu mua sen kinh nhà xưởng dục thùng rác luôn, kiểm tra hàng ông nào xưởng dục thùng rác hết, bỏ hết. Mùa nắng nó bị sượng nha mọi người, đừng có đổ thừa mưa nè. Mùa nắng bị sượng đừng có đổ thừa mưa nè. Mưa cũng là một tác nhân, nhưng mà nó sẽ không phải là 70%, 80% đâu, tất cả con người hết. Tất cả con người hết. Thì với mua sen kinh mọi người thì để trái chùm, để mọi người bù năng suất. Tức là mua với Thái thì một nhánh có thể để 3 trái, nhưng mua sen kinh một nhánh thì để 10 trái cũng được nếu mà cây đủ lực. Em có nói hồi nãy đó, anh bảo xem lại lúc có đầu, lát anh bảo coi lại đi. Em có nói là tăng trọng thời điểm nào đó, thì tăng trọng là thời điểm quả tầm khoảng 25-30 ngày mình sẽ thúc cho nó lớn nhanh tới thời điểm 60 ngày, và bằng phân bón 3 số chứ không dùng 30-10. Hôm qua mình rất là buồn, hôm kia chứ mình đi Đồng Nai, mình lên cái khu đó chắc Tân Phú đó, có một vườn nó 30 cây. Anh ngồi anh khoe mình là mua sen kinh anh rất là nặng, tại vì thời điểm là anh bón phân là anh cứ đi 30-10, 20-10 anh tưới mà trái lớn nhanh lắm. Mình ngồi mình cười, mình chả biết nói gì luôn. Mình khui cơm ra thì cơm nó chưa chạy, chưa có lên vàng, lên màu, chưa có lên cơm á. Dù là nó lên bột rồi đó, bột ngọt, bột rồi đó. Và mình nói thì anh không nghe, mình nói bây giờ này, bây giờ là nếu mà anh vậy thì anh đi cái cây cao để cho nó quả nó ngọt hơn, nó chất lượng hơn, cơm nó đẹp hơn. Không, như vậy năm rồi anh bán được 125.000. Như bán gì mới có trọng cái ký lô chứ, bây giờ đi Cali vô nó không lớn hay sao? Nó trời chết rồi. Thôi bây giờ với tư duy gì là mình không thể nào mình tư vấn thêm được. Thì mình cũng ra xem về thôi, mình không có nói thêm. Dù vườn ảnh thuộc phân chéo nó đẹp, nhưng mà ảnh đi phân như vậy là mình không dám mua. Mình mua khui ra vỏ không rồi bắt đầu là khi mà có rớt một hạt mưa xuống là nó sẽ có vấn đề về chất lượng liền luôn. Một thông tin nữa là Campuchia và Lào đã có sản phẩm mua sen kinh này, và họ đã làm marketing tại thị trường Trung Quốc, nhưng mà hên làm sao mình bữa trước mình qua được mấy công hàng bán rất là nhanh mọi người, nhanh cũng khiếp luôn. Cái công đầu tiên qua bán trong vòng 2 tiếng hết sạch, người ta đặt hàng trước luôn. Và công thứ hai qua là người ta đặt rồi. Công thứ ba là không bán chợ nữa, đi thẳng vô hệ thống siêu thị luôn, và đi cho một cái đơn vị bán hàng online. Hiện tại thì mình đang không muốn đấu để thị trường để lấy hàng được bằng mọi giá, mình cứ chờ thôi, chờ những cái vườn ruột của mình có thu thì mình bắt đầu mình làm lại. Mình không có muốn đẩy thị trường nó lên quá cao, mình không muốn là giành giật, tại vì mình đang chốt được một số lượng khá lớn cái quả tầm mấy chục ngày đó, để mình trữ kho trong trường hợp mà thị trường nó có biến động hoặc là nó có
ảnh hưởng về năng suất á, thì những cái vườn theo quy trình mình thì chất lượng nó đảm bảo, thì khi đó mình có thể mình tồn tại được trong thị trường thôi mọi người. Dù nó biến động rất là lớn nhưng mà cái thị trường nó sẽ chú trọng, nó sẽ tìm được những cái nguồn hàng chất lượng và có uy tín đó, thì mình sẽ được bền thôi. Còn bây giờ thấy thị trường nó ngon quá, qua Trung Quốc lô nào bán cũng được, dân lúc nào mua cũng trong chợ, xuống công là bán hết, nhưng mà người ta mua người ta khui ra nó sượng hết, nó mệt lắm. Không được Trang ơi, em bỏ vậy là quả nó nhỏ lắm. Em phải thúc cho nó vào thời điểm là quả được khoảng 45 tới 50 ngày bắt đầu em mới bỏ, là sớm 60 ngày bỏ cũng được, đừng bỏ sớm quá quả nó nhỏ. Hiện tại thì bên tất cả các nước nha, chưa có thông tin về vấn đề thủ bán cháo nha mọi người, và mọi người cố gắng, mọi người đừng có chia sẻ về cái vụ thủ bán cháo nha mọi người. Đó, chỉ có trong Việt Nam mình cứ chia sẻ với nhau, cứ chỉ với nhau, nhưng mà đừng có đưa qua nước ngoài, đó là lợi thế cạnh tranh của mình đó. Mình nói chuyện với cái anh bạn bên Malaysia, có lấy gì lấy đi. Bạn Malaysia, anh cũng nói là mày, anh nói là có tâm mua sinh kinh nha. Anh nói mình là thôi mày, bạn nên giữ cái bí quyết này lại, đừng có chia sẻ ra, tại vì đó là lợi thế cạnh tranh, có thể sau này gọi là lợi thế cạnh tranh về sản phẩm của bạn tại một thị trường luôn đó. Đúng mọi người. Và cái phân bón của Việt Nam mình nó dễ tiếp cận hơn. Phân bón NPK của Việt Nam mình dễ tiếp cận hơn là Campuchia với Lào. Đó mọi người. Campuchia với Lào nó khó tiếp cận cái phân bón như mình lắm. Mình có đường biển dài mà nhiều cảng, nhập khẩu rất là dễ. Cái mấy bữa nay á thì cái mua sinh kinh á, nó là một đề tài khá là hot sau khi mà thị trường Trung Quốc họ bắt đầu họ chấp nhận cái mua sinh kinh của Việt Nam và những cái lô hàng đầu. Nhưng mà những cái lô hàng sau này thì mình thấy nó loạn quá, mọi người phải cẩn thận nha. Mọi người phải duy trì về chất lượng, mọi người đừng có bằng mọi cách phải tăng trọng hay làm này kia, nó rất là nguy hiểm. Mình nói thật, khi mình tạo được thị trường rất tiếng vang rất là dễ, nhưng mà mình chỉ cần một cái sai sót thôi, nó sập chợ một phát thôi là mọi người ảnh hưởng rất là nặng đó. Tại mình đơn giản, mình thật, mình cũng theo mua sinh kinh, nếu nó xuống nó lên xuống mình cũng rất là buồn. Nhưng mà những người họ buôn, họ thương lái gọi là buôn theo kiểu là thời thế là bên kia nó chuộng cái gì mình sẽ quơ cái đó mình bán để mình có lời thời điểm đó thôi, đó là một cái chết. Khi mà họ bán được hàng thì chắc chắn hàng nó qua bên đó thì ông chủ Trung Quốc ông phải trả tiền trăm trăm cho họ rồi. Nhưng mà khi hàng kém chất lượng rồi họ đánh đồng luôn là mua sinh kinh Việt Nam bị vấn đề, thì lúc đó ai lãnh, mọi người lãnh cho ai lãnh, lúc đó mọi người lại chửi, mọi người phải la, mọi người lại mắng, mọi người là đủ thứ câu chuyện đến là giống mua sinh kinh khó quá. Hay là rồi là mua sinh kinh không năng suất, rồi là Trung Quốc không chịu nhập này kia đó. Mọi người tiên giác kỹ hậu trách nhân đó mọi người. Thì quay lại vấn đề chất lượng, thì mình đã ghi nhận một số vườn tại Phong Điền Cần Thơ là đã bị sượng nước rồi. Nên vì lý do, những lý do trên đó, tức là họ quá tự tin vào cái trình độ chuyên môn của họ, thì dẫn đến vấn đề là nó dư nước trong. Mà khi gặp mấy ông nội tư vấn tào lao nữa thì chết luôn. Để tư vấn gì mà đi bóng 30-10, thấy trái nhỏ quá, thấy trái sáu mấy ngày, lúc này thời điểm vô cơm, thì lên cơm, lên đồ ngọt á, cái đầu là đi 30-10, thôi xong rồi. Dạ anh, mình cũng rất là vui, tại từ khi mà cái công container hàng đầu tiên của mình cập bến Trung Quốc và tạo một tiếng vang của thị trường Trung Quốc, nó mang thương hiệu, có thể làm thương hiệu liên doanh của Việt Nam và Trung Quốc của doanh nghiệp, thì cái cuộc thời điểm này vậy trời. Sorry mọi người. Là mình nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và những anh lớn và họ có những trang trại mua sinh kinh rất là lớn nha mọi người. Và họ im lặng, lúc đó họ truyền thông dập mua sinh kinh là họ rất im lặng, họ bị stress, họ bị rất là nhiều vấn đề về tâm lý nặng nề luôn á. Cái đầu khi mà họ nghe xong họ gọi cho mình, họ rất là vui họ. Mình mà cái cảm nhận là họ ước gì biết mình sớm, thật ra không biết được, cái duyên tới đâu thì tới đó thôi mọi người. Rồi tiếp nữa là cái khách hàng Trung Quốc họ cũng biết, họ cũng gọi điện cho mình,
tao cũng muốn là bây giờ mua sen kinh, tôi muốn nhập như này như kia, theo bản chất mình đâu có hàng đâu. Và mọi vấn đề về 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 đóng gói và xuất khẩu là mình sẽ giao, mình sẽ để cho chị Lan Tươi làm hết. Chị Lan làm hết, chị Lan của Lan Tươi á. Tại vì mình chỉ tập trung, thứ nhất là mình tập trung vào vấn đề là cũng giống như từ lúc mình giữ mua sen kinh, khi mọi người giữ lại là mình sẽ làm về tư vấn kỹ thuật. Thứ hai là mình sẽ quản lý được cái vùng nguyên liệu của mình để đảm bảo được cái nguồn hàng chất lượng mà xuất. Đó, mình chỉ làm hai cái đó. Còn cái câu chuyện bây giờ về thì cắt bao nhiêu tuổi thì mình không biết, nhưng mà mình sẽ không giỏi bằng cách gõ hàng hay là cắt hàng trên cây rồi đánh lượng đánh tỷ lệ. Thì mình cũng biết đó, mình theo cái ảnh biết. Và tiếp theo nữa là về kho thì xử lý như thế nào, đóng gói ra sao, đóng gói bao nhiêu ký, tổ chức người như thế nào để làm bao lâu cho nó xong. Thì kinh nghiệm mình không có đủ để đẳng cấp để làm những cái chuyện đó. Và mình nghĩ là mình sẽ giao cho người giỏi, và mình nghĩ là mình hợp tác với chị Lan Tươi là khá ok mọi người. À, thì công việc của mình chỉ dừng lại mức độ là thu đảm bảo cái chất lượng sản phẩm trước khi về kho thôi mọi người. Là công chuyện là tới đó. Còn những cái kia mình rất là tự hào vì mình hợp tác được một người giỏi như vậy. Đây, còn những cái mới, những cái mà mình không biết, không hiểu á, thì mình có những người thầy phía sau. Và những người thầy đó rất là đam mê vì mua sân kinh, mà họ thật sự là khi truyền thông nó dập quá họ không dám ra mặt. Rồi nhận đến cái vụ hàng sượng, xử lý hàng sượng nè, xử lý cái quả bên trên cây bị dư nước nè mọi người. Cái là bí quyết nha mọi người. Thì mọi người có bị thì mọi người hãy gọi cho mình, chứ đừng, mình không chia sẻ. Thật mình không chia sẻ là bí quyết. Cái này là nó sẽ giống như là cứu vớt một cái vườn sầu riêng á. Đó, nó sẽ giải quyết được khoảng 80%, 70-80% cái lượng sầu riêng bị dư nước trong vườn. Và tiếp nữa là, nhưng mà đổi lại là cái sản lượng sẽ giảm. Tại vì khi mình ép nước ra khỏi quả thì nó sẽ bị giảm sản lượng nha. Đó, nhưng mà chất lượng sẽ cải thiện được 80%. Thì mong mọi người cứ ứng dụng quy trình. Và mọi người không có biết tới đâu á thì mọi người cứ nhắn tin. Thật sự gọi điện thoại thì mấy nay mình em hơi mệt, nên là cứ khoảng 2 giờ là em sẽ ngủ một giấc khoảng tới 3 giờ mấy, ngủ khoảng tiếng mấy á. Thì em có tắt điện thoại, em không có nghe máy, không trả lời tin nhắn thì mọi người cứ gửi tin nhắn, hoặc là gọi không được thì gửi tin nhắn Zalo. Em rảnh như nào thì em sẽ nhắn cho mọi người giờ đó. Còn đội ngũ kỹ thuật thì em đang training thôi, đang training cho những cái bạn đó, và mình chưa có tung cho bạn nó đi vườn được. Tại vì mấy bạn đó phải hiểu tương đối hiểu nhiều về cây sầu riêng. Tại vì bây giờ làm sao để nhận biết dư nước anh, thì quả này nó rụng á, hoặc là quả em khui ra quả nào em thấy có đốm trắng trắng mà đi sẽ chạy sọc sọc đen đen là nó đó. Trời ơi, tức là khi em ở nhà em mới ngủ như vậy, còn khi mà em đi vườn là em đi suốt luôn. Em nói anh, em bay thì 3 giờ sáng là em đã ra sân bay rồi. 3 giờ sáng thì thường thường đi Tây Nguyên thì đi Đắk Lắk thì 3 giờ em ra và 5 giờ bay. Còn đi Gia Lai là 4 giờ em ra, 6 giờ bay. Đó. Còn ở nhà thì em thường thường về nhà thì em sẽ làm việc buổi sáng thôi. Buổi chiều em nghỉ ngơi, em cũng làm, không có làm việc. Buổi chiều em nghỉ ngơi, buổi tối thì em sẽ trực tiếp trả lời tin nhắn cho mọi người, nhận điện thoại của mọi người. Em chưa đi Khánh Sơn. Anh Mẫn Sài Gòn ra rủ em mấy lần em chưa ra được nữa. Có mấy anh em ngoài đó cũng vườn rất là lớn đó, nhưng mà họ cũng gặp vấn đề y chang anh em mình hôm nay. Tức là sau cái thời điểm mà cổ vườn này cách đây khoảng tháng đi, thì những vườn trước đó hầu như là nó không đạt về vấn đề là số lượng quả và cái mẫu mã. Nó không đạt về cái mẫu mã là do là mình đưa cái tin tức về thụ phấn chéo nó chậm quá. Mình thật sự em nói em đã trải qua kinh nghiệm là không có, tức là khi mình chưa xác nhận được cái gì mà nó chắc chắn khoảng tầm 90-95% thì mình không nên tung cái đó ra. Nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều người, và khi đó là cái trách nhiệm của mình nó tuy là mình không có lợi lộc nhiều, nhưng mà trách nhiệm của mình nó bị ảnh hưởng, quy trình bị ảnh hưởng. Từ từ quá ơi, tuần sau đi anh, đi Tây Ninh. Khoảng chủ nhật thì em sẽ bay Gia Lai, em sẽ đi Kon Tum thì chủ nhật thứ hai em sẽ ở Kon Tum, thứ ba thì em sẽ ở Gia Lai, và em đi nông trường của anh bạn 180 hectare mua sen kinh.
thì xong việc thì em chắc chắn có khả năng là em sẽ bay về Sài Gòn và em tiến hành đi Tây Ninh. Tây Ninh để hỗ trợ cho mấy anh em vườn cũng vài chục hectare trên đó mọi người. Em thì em không có chả có đi sale phân bón chả đi đâu, em làm chủ yếu là anh chị mời lên coi vườn coi như có góp ý được như thế nào hoặc là bàn vấn đề thôi, chứ em không có đi phải là đi ép sale phân bón nè mọi người, đừng có nghĩ tội nghiệp em. Thì em thì em cũng có bán phân bón, em có làm trùng quế, thật sự em cũng có nhập một số cái dòng khá tốt về Việt Nam, nhưng mà em vẫn để một anh bạn một anh bạn làm cái việc đó, mình không có đẩy cái việc khách hàng về cho mọi người phải mua cái đó, không mà em không làm chuyện đó nha mọi người hiểu là em không phải là sale, em tốt nghiệp nông nghiệp ra, em đi theo nông nghiệp hữu cơ và em rất thích vấn đề làm kỹ thuật. Tây Nguyên mưa nhiều làm sao để tránh sườn nước ngoài Bắc? Ok, nói sơ cái này xíu nha mọi người, nói sơ cũng tối rồi, cũng nói sơ này khoảng 5 phút nha, 5 phút nữa, 5 phút nữa. Cái sườn nước á, cái sườn nước ở Tây Nguyên năm rồi, thì năm rồi là cái năm gọi là người ta gọi theo khoa học là La Nina, tức là mưa nhiều hơn nắng và mưa rất là ghê gớm. Ở Đắk Lắk là mưa một tháng. Và mọi người có để ý sau cái đợt mưa đó thì những cái sầu riêng cuối vụ rất là ngon, mùa sinh kinh cuối vụ rất là ngon, như vườn của Tấn, Tấn Buôn Hồ, những cái quả cuối vụ cực kỳ ngon luôn. Thì cái việc đầu tiên mình chống sượng mưa là mình đã có trong quy trình, nó đã có là mình 15 năm 20 á mình tưới á, và thời điểm đó mình tưới là bắt đầu là cái tế bào của quả sầu riêng nó sẽ co lại, nó sẽ thành một cái vách tế bào khá là cứng, nó sẽ không dễ vấn đề trương nước và nó hấp thụ nước được, tại vì biết cái lúc đó là nó sẽ tạo cái sự cứng cáp cho quả sầu riêng. Rồi và nếu mà trường hợp mưa dầm kéo dài thì mọi người, em khuyên mọi người nha, những cây tơ nên sử dụng bạc đi. Cây tơ là cây 5-6 năm để sử dụng bạc để tủ 60% gốc lại. Rồi phương án cần thiết nữa là mọi người sử dụng cái kali sunfat, tức là kali trắng. Mọi người hòa nước, mọi người tưới trong thời điểm mà mưa, mọi người vẫn tưới được nha mọi người, vẫn tưới. Có thể pha đặc hơn xíu, tức là bây giờ thay vì ngày thường mình pha là 1,5 kg cho một phi thì mình pha 2,5 kg cho một phi để mình tưới, nhẹ qua một cái. Mục đích là gì? Mục đích là giảm cái lượng, giảm cái lực hút đạm nước lại trong cái phần đó. Đó thì có thể giảm được phần nào. Và hầu như đi theo cái đó thì nó tách được phần lớn đạm trong nước mưa và trong đất á mọi người. Nha. Rồi cái nữa là năm nay cái hiện theo mình nghĩ, theo mình đã tìm hiểu và đã xem xét á, Tây Nguyên có khả năng bị hạn hán và thiếu nước. Thì mọi người nên chủ động nước cho mình nha. Chủ động nước nha. Còn mưa năm nay mưa không đáng kể đâu. Có mưa là mưa rất là lớn luôn, nhưng mà mưa không lâu. À, mà những mưa đầu mùa là mọi người cố gắng mọi người chuẩn bị sẵn kali này kia đồ để mọi người xử lý cho mọi người. Thôi. Tới giờ đưa thằng ru thằng cu ngủ rồi. Đó, nên là tạm biệt mọi người ở đây nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Thì lần sau, nếu lần sau live stream thì mình sẽ tìm những cái quả mua sơ kinh đầu mùa ở Đồng Nai để mình tiến hành mình review cho mọi người. Và những cái quả mua sơ kinh mà đã được thụ phấn chéo, đã được thụ phấn chéo là kiểm tra coi là gai hay chất lượng cơm, hộp rồi vỏ như thế nào nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem like của mình. Lần đầu tiên trong đời mình like được hơn 100 người xem trực tiếp. Tính ra mọi người cũng rất là đam mê mua sinh kinh. Thôi tạm biệt mọi người nha.